Mao Lệ đang chuẩn bị thể hiện một pha bắt ong thần sầu nhé mọi người này. Chị ong nâu 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 nâu. Nhưng mà con ở thiên nhiên mà. Bạn đây. Ong là bạn của em không chịu. Ong đây này mọi người. Đó, bây giờ thấy mẹ nó dày chưa? Ấy. Tốt mấy ông cái nhỉ. Đây. Mao Lệ đây. Sao ong vàng này cứ nâu nâu ấy? Chị ong nâu 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 nâu. Sao nghe run đấy, tay run đấy. Cháy. Ui tay run lên thật ạ. Tủ ong vàng rất là to nhé mọi người nhé. Ong vàng phải bắt miệng bắt loạt. Đấy, đây này. Ý, mẹ nó bay, mẹ nó bay. Chụp kém thế nhỉ. Đấy. Cháy. Đấy, khói dí thẳng vào trong ấy. Đấy. Dí thẳng vào trong thổi thổi cái gì. Chụp kém thế nhỉ. Vàng nâu ấy. Nâu cái gì mà nâu. Đi nè, dí đằng mé bên này này. Thổi cái gì nữa, ném cầm dơ ra đằng đấy. Đấy, thế. Mà vặt được rồi đấy. Rồi. Vặt luôn. Ui, chà chà chà. Đấy. Bắt ong vàng rất là dễ nha mọi người nhé. Chỉ cần thổi tí khói vào mẹ nó bay hết. Ôi, điên à. Đấy, hết rồi. Nhưng mà nó thanh nhộng nhưng mà nó trắng không? Nặng nha, tổ này nặng kinh luôn. Rồi, đi. Nặng bằng một tổ ong bầu ấy. Ngon. Tiếp tục hành trình. Buổi đi săn hôm nay được ít ong quá mọi người ạ. Căn bản là trời sắp mưa thế là phải đi về. Với lại anh em mình kết thúc luôn cả cái series đi sinh tồn. Tại vì sao mọi người biết không? Dịch nó đến trên cho anh em mình rồi. Bây giờ là không được đi ra khỏi làng. Thế mà anh em mình phải hôm qua vừa nhận điện thoại là phải về nhà luôn. Nên bây giờ quyết định là sẽ về nhà và sau sẽ không ra khỏi cổng. Đâu, vẫn được. Sẽ ra đồng cách ly mọi người nhé. Và đây là món ong của anh em mình. Ấy thấy chưa? Thấy con nhộng đấy mọi người ạ. Ngọ ngoại chưa? Bây giờ sẽ cho nó tắm mắm nhá. Mau để thích ăn thử xem. Đuông dừa thì nó ăn rồi nó bảo ngon. Nên là hôm nay nó thích là ăn kiểu ong tắm mắm nhá. Tại vì đang tiêm đuông dừa mà con này nó giống kiểu đuông dừa mọi người ạ. Đấy, lấy những hôm nay có hai món đấy là con ong bầu vẽ với là con ong vàng. Đấy. Trên đường đi gặp một tổ này. Ong bầu của anh em mình thì ném rời giã tay hoàn toàn là giải hết rồi. Nào, vẽ đi. Lấy những cái con kia thôi đúng không? Vẽ mấy con chưa bắt đầu mọc cái hình ấy. Đấy. Mấy con vẫn còn là nhậu mà. Xong một tí cho tắm ong. Đấy, xoà. Trông ngon thế nhỉ? Con này đẹp lắm. Con này ăn ngon hơn. Trời con già đấy, chị không có vị. Ông già tầm mắm á. Chắc phải ông vang rồi mới nhiều cái con nhộng đấy anh ạ. Ừ, đấy. Còn cái này ít nhộng quá. Mấy cả người ta bắt tổ này không thành bị đốt ấy. Bắt được có nhẫn một tầng ấy. Thế nên tổ này nó bị nát quá mọi người ạ. Nát hết cả tủ. Phí ơi là phí. Mình lấy cái đĩa to đây. Cái đĩa to đây. Để anh dốc phát ra hết cái chỗ này luôn. Đĩa to á. Đây. Đây này. Đấy.
mình điểm vững rồi. Được. Nói gì? Úi xà. Úi xà. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy tổ ong vàng này chắc không? Nhìn điểm. Ngon nhỉ? Ui. Úi xà. Chắc thật. Nè. Nhìn cái ong này thì cái ong vàng này ngon. Ngon hơn cái ong bầu đấy, cái ong bầu này sạn hơn rồi nhỉ? Khả năng ăn cái đổi ăn gỏi mà ong này thôi. Ong nào ăn kìa. Mỗi loại ngon một kiểu. Ong bầu thì nó to hơn rồi. Ô, ui, anh này phải ăn cái con kia ấy. Nó bằng con đồng rửa luôn. Con ăn bóc cày lúc này trên đêm ấy. À ui trời. Ồ, con đấy nhộng nó to. Thế này này. Thế này, dã mà. To. Mà tổ đấy nó chỉ bằng này thôi. Được con nào đã con đấy luôn. Thấy mấy con này. Con núp núp này à? Đấy. Con núp núp này mới là con khác đấy. Để em cậy nó. Thấy nhỏ thấy núp. Con vớt được không? Đấy, bây giờ bắt đầu sẽ cho nó tắm mắm nhá. Cho mau để thỏa mãn cái... Thèm đun rửa quá không nhỉ? Không có đun rửa. Nhưng mà dịch người ta không chip được. Bây giờ người ta không có đun rửa chọn. Đấy. Anh ấy đổ mắm vào đấy cho từng con vào. Không có đông quá, nó không ngấm hết được, nó không bỏ được. Đấy, thử trước đây thôi. Ý xa. À, sẽ cho mắm vào nhá. Anh cho những gia vị gì đấy? Đun thường cái kiểu đun dưa thôi. Mắm, ớt, lá chanh à? Cái ít tỏi vào anh ạ. Cắt nó cốc cốc. Đấy. Ui à. Đi. Con này nó không bò. Bò ăn như con kia nhỉ anh nhỉ? Đấy. Con nó. Thôi, cho một hai con già già này ăn thử đấy. Con bầu già ấy, đấy. Đấy. Ôi giời. Thế à. Đây mọi người nhá. Đây là món ong lội mắm. Đấy, không phải đuông lội mắm nhưng mà ong lội mắm. Đây, mời đại ca. Ok đây. Đấy. Mình ăn quái cẩu là món ong mọi người ạ, nhưng mà từ từ phải cho nó ngấm một tí lại. Nhưng mà chưa ăn thì ông... thưởng thức ẩm thực nó phải đàng hoàng tử tế mọi người. Ông tắm mắm bao giờ cả? Cho nó ngâm một tí nữa đã. Cho thêm nước ra. Cho nhiều nước ạ. Cày. Ôi xa. Wow. Ui bọn nó ngất hết rồi anh ạ. Ông này dễ ngất nhỉ? Ừ. Nó không như con đuông. Con đuông nó vòng người người. Con này ngất luôn. Còn đấy. Để chị thử làm ba con phát. Ngồi này ạ, ngồi. Ôi, đùa em gì ngồi cực. Này mời thầy, thầy cứ chơi. Mời tất cả mọi người nha. Ong tắm mắm của em mình ạ. Đệ tử của đông dừa. Mọ nhồm. Cái gì nó cũng bỏ một hết. Ngon rồi mà. Thôi á. Ôi ra đây cái cày. Nằm ngắp nhiều. Đấy. Đấy. Nhìn như là hấp dẫn không? Mình thì chịu. Mọi người biết tại sao? À, mình cũng ăn ong nhiều rồi, cũng dị ứng nhiều. Hôm trước bị dị ứng quả càng quá. Với lại sống thế này không dám ăn đấy. Ai mà hay đi dị ứng ong ấy, ăn trống này là dị ứng mãn luôn ấy. Thằng mõm nhôm thì nó chán ăn cái gì. Mình thì những con côn trùng hay bị, nhưng mà cảm thấy nhiều lần thôi. Vì... Thử con. Sống là... Sống là đã không ổn rồi lại còn... Mình à? Ong. Em thỉnh thoảng em cũng dị ứng ấy. Nhưng mà ngọt quá ăn trước được, ăn vẫn ăn. Làm con giả thì xem nào. Đấy, đây này. Em phải thử làm thử con giả. Đấy, con này này. Đấy. Đấy, cho mọi người xem. Con này con giả, con này sắp trưởng thành rồi nha. Ừ,
có thể chóng bay. Mai ngày kia là nó bay, nó đi kiếm ăn cho các em nó rồi đấy. Con gà ấy, ăn nó thơm hơn, không ngậy bằng, nhưng mà nhát đi. Biết thế thôi mà chị nghĩ món này. Con gà nhát rồi. Thầy cứ tự nhiên thầy. Khiếp. Mình không nghĩ món này ngon đâu. So với đúng dừa thì nó thế nào? Ngậy, ngậy hơn đúng dừa cơ. Ngậy hơn nhiều. Nhưng mà da nó không dai bằng con đuông dừa mà nhỉ. Tại vì nó bé tí chắc teo đấy. Đuông dừa thì kiểu ăn xong nhá, nó dai dai dai, nó bùi bùi, nó béo béo. Còn con này thì mình không dám. Con này còn béo hơn nhiều cơ. Đuông dừa không có tuổi gì cả. Tức là ngon hơn đấy. Ngậy hơn. Nhưng mà so với đuông dừa thì con nào ngon hơn? Con này ngon hơn. Nhiều. Con này ngon hơn mà ăn chung nhá. Trời ơi. Chơi. Nhưng bảo là con này ngon hơn con đuông dừa, mọi người tin không? Con này ngon hơn. Ong tắm mắm với đuông dừa tắm mắm. Hôm nào anh em nào thử review lại cái món này thử xem nào. Mình không dám thử, nhưng không dám chắc là nó ngon không. Nó cũng phải tùy khẩu vị mỗi người nữa. Chứ không phải là... Anh thử hai ai... con chăm chút đúng không? Không. Chín thì còn... Đấy. Ai thử cái món này thử xem cho cảm nhận cái. Vì cái món này thì mình nhìn thấy cũng nó, nếu mà so về về độ độ gì nhỉ, độ kinh dị thì nó cũng không thua kém gì món đuông dừa đâu. Nhưng mà tại vì con đuông dừa nó ngoại, nhưng mà con này thì vào mắm này là nó chết, đuông dừa nó không chết, nó ngất. Con này đang bắt đầu một cánh này. Con này béo hơn. Con này cơm mồm mắt tan luôn. Đây này, cơm mồm mắt tan luôn nha. Con kia không phải cực cắn cả. Tan luôn. Máu đệ thì bảo món này ngon hơn đuông dừa. Anh em ăn đuông dừa rồi thì thử món này xem có phải như thế không. Nhưng con này cắn không sướng bằng con đuông dừa. Ừ. Con đuông dừa cắn quát khúc. Thế là, cái mỡ của nó vắn nha. Toang nha. Con này nếu mà ăn hay là đấy. Đấy, thích đuông dừa theo kiểu này. Đấy. Úi, cho thêm con giả nữa mà. Hắn phụ. Phụ. Đấy. Ngậy lắm ấy. Ăn xong ăn cái bữa này xong á, chả ăn cơm. Theo nó có chất cho khoảng 2 ngày. Đấy. Siêu nhiều chất rồi kìa. Đi ít mắm đây. Đấy. Ngon. Đấy. Đấy. Mà lại ta gấp cho cái miếng này ăn nó mới phè mồm mọi người ạ. Ngấy ghê. Ui. Ui. Ngấy lên đỉnh luôn. Nhưng mà nó không có cảm giác gì là nó ghê ghê. Ngấy là nó mới ghê. Mình thì thôi chứ mình không dám thử được. Nhiều và ngấy quá không nhỉ. Thôi thôi. Nó tán gần hết luôn mọi người ạ. Còn có tí nữa thôi. Này, lúc nãy đầy luôn nhá. Bây giờ còn khoảng tầm 1/4. Một phần tư. Anh chén ra đây thử đi ơi rồi còn. Ừ, 2/3 rồi. Ngoại luôn. 1/3. Còn khoảng tầm 1/3. Ui, nhưng mà đói quá anh nhỉ. Mình chịu. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Hẹn mọi người clip sau là anh em mình sẽ sinh tồn ở ngoài đồng nhá. Tránh dịch ở ngoài đồng, không đi xa được. Tại vì bây giờ theo chỉ thị 16 là không được phép. Gọi là khu mình là ra vào bây giờ rất là khó, nên là chỉ có chốt ở ngoài nữa. Nên là xin phép tuân theo quy định của nhà nước và
để cho phòng chống dịch tốt nhất, không nên lên đổi đoạn, lên rừng tụ tập chết. Nói chung là lên rừng thì nó sẽ tránh dịch được tốt hơn, nhưng mà kiểu khu mình ấy là hôm qua bố mẹ vừa gọi về thôi, bảo về ở nhà đi, thế là lại về nhà thôi. Còn món này thì anh em nào dám thì thử review cái món này, cho ý kiến ở dưới bình luận của anh em mình nhé, xem là nó ngon hơn đúng dừa không. Nó để thì bảo ngon hơn nhưng mà mình không tin cái kiểu đấy. Ngày hơn anh ạ. Ngày hơn. Béo lắm. Béo hơn. Thôi, clip này xin phép anh em mình xin phép kết thúc ở đây đấy. Nếu thấy clip hay nhớ để lại một like, một share, một comment cho anh em mình nhé. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye.